Khởi nghiệp năm 2004 từ nhận định về nhu cầu thị trường rất lớn đối với dịch vụ chống thấm và bối cảnh ngành xây dựng đang phát triển rất nhanh tại Việt Nam. Thời điểm đó, việc chống thấm cho các công trình xây dựng cũng chưa được chú trọng khi xây dựng công trình và có rất ít các vật liệu chống thấm trên thị trường nên khách hàng không có nhiều lựa chọn cho công trình của mình. Bằng việc chịu khó tìm tòi học hỏi với một sự kiên trì, tâm huyết trong công việc, anh Nguyễn Trường Giang, người sáng lập công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại Việt Thái đã từng bước đưa công ty vượt qua bao khó khăn, trở ngại để biến thương hiệu Việt Thái trở thành một nhà cung cấp dịch vụ uy tín, một nhà nhập khẩu hóa chất, vật liệu chống thấm hàng đầu Việt Nam. Việt Thái làm đơn vị nhập khẩu và cung cấp hệ thống sản phẩm chống thấm và hóa chất xây dựng trên thị trường Việt Nam. Và chúng tôi đưa ra các cái giải pháp chống thấm đồng bộ cho công trình dân dụng và công nghiệp. Việt Thái rất là tự hào là một đơn vị trên 15 năm kinh nghiệm cung cấp cái giải pháp cho công trình, và chúng tôi hiện nay đang có 4 chi nhánh của công ty trên toàn quốc như Hải Phòng, Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh và Đà Nẵng. Khởi đầu với trụ sở tại Hải Phòng, nhưng với tầm nhìn xa và đánh giá tiềm năng của thị trường lớn như Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, nên Việt Thái đã thành lập văn phòng chi nhánh tại các thành phố lớn của Việt Nam. Năm 2008, Việt Thái thành lập chi nhánh tại Hà Nội. Năm 2009, mở văn phòng đại diện tại thành phố Hồ Chí Minh và Đà Nẵng. Được sự tin tưởng của các đối tác khách hàng, Việt Thái đã ngày càng mở rộng với quy mô và số lượng, sự đa dạng của nhà cung cấp, đa dạng của vật liệu chống thấm. Hiện nay, Việt Thái cung cấp dịch vụ khảo sát, tư vấn, thiết kế, thi công chống thấm các công trình dân dụng và công nghiệp, hệ thống cầu đường, công trình thủy điện, tầng hầm, mái, tường đứng, xeno, bể bơi, bể xử lý. Việt Thái là nhà nhập khẩu và phân phối vật liệu chống thấm, hóa chất xây dựng hàng đầu Việt Nam từ vài chục các thương hiệu vật liệu chống thấm hàng đầu thế giới, từ khắp các châu lục như Lemac Malaysia, Provitec Italia, Vetrafrasto Italia, Neotech Hy Lạp, Akim Thổ Nhĩ Kỳ, Paris Pháp, với mạng lưới phân phối hàng trăm đại lý cấp 1, nhà phân phối, nhà thầu chống thấm chuyên nghiệp tại các tỉnh, thành phố trên lãnh thổ Việt Nam. Việt Thái là đối tác tin cậy của các nhà đầu tư, nhà thầu lớn tại Việt Nam như Posco ANC, Vinaconex, PVC, Vingroup, Giza, Petico. Việt Thái có đủ năng lực tài chính, nhân sự, công nghệ để triển khai các dự án lớn và nhận được sự tin tưởng của chủ đầu tư thông qua các công trình đã và đang thực hiện như công trình chống thấm bể nước có quy mô lớn nhất Đông Nam Á của nhà máy lọc dầu Nghi Sơn, chống thấm sàn mái bê tông nhà máy Hyundai Ninh Bình, chống thấm sàn mái Golden West Lake Hà Nội, chống thấm mái dự án Regional Meco International tại khu công nghiệp V-Ship Hải Phòng, chống thấm mái dự án Jason IA V-Ship Hải Phòng, chống thấm tổng thể tòa nhà Edami Hoàng Gia Hà Nội, tầng hầm Vinhome Guardian Hàm Nghi Hà Nội, tầng hầm Time City Hà Nội. Việt Thái luôn kiên định với mục tiêu phát triển trở thành doanh nghiệp hàng đầu trong lĩnh vực cung cấp vật liệu và dịch vụ chống thấm tại Việt Nam. Việt Thái, chất lượng tạo niềm tin.